Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì chúng tôi đang giao dịch chiếc xe Hyundai Accent 2019 quý bạn nhé. Đây là các anh khách đến từ Yên Bái xuống để xem xe chiếc xe Hyundai Accent 2019 màu trắng này các bạn ạ. Đấy, chiếc xe thì rất là đẹp rồi. Các anh cũng đang nhờ người quen, nhờ thợ đang check chiếc xe này tại cửa hàng chúng tôi đây các bạn ạ. Đấy, các anh xem rất là kỹ luôn vị các bạn nhé. Từ keo chỉ các thứ các anh soi cũng rất là kỹ này. Rồi đến lột cả sàn lên để xem về cái việc xe có bị ngập nước hay không này. Đấy, các anh là người dùng thôi nhưng mà cũng có anh có chuyên môn cho nên là kiểm tra chiếc xe này rất là kỹ luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã có thể là giao dịch được trong buổi sáng ngày hôm nay đây các bạn nhé. Đấy, các anh kiểm tra rất là kỹ này, check máy rồi check sàn đủ các kiểu luôn, tức là check đủ 36 tư thế luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã giao dịch xong với các anh ở Yên Bái. Đấy, và bây giờ là đang tạm biệt các anh để các anh lên đường để về với quê hương Yên Bái các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì tôi cũng đã các anh đã thanh toán đầy đủ tiền và chúng tôi cũng đã bắt đầu giao xe. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi mua ở trong miền trong ra, cho nên là vẫn đang dùng biển, chưa rút hồ sơ các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì chúng tôi cũng đã giao cho anh chiếc xe này để anh về với quê hương Yên Bái rồi các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua bán xe ô tô cũ, những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thì hãy đến với cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe chúng tôi đang bán tại cửa hàng đây ạ. Tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều các loại xe ô tô cũ các bạn nhé. Từ xe to đến xe nhỏ, từ xe cỏ đến xe vừa vừa, chúng tôi đều có hết luôn các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã giao xe cho các anh ở Yên Bái rồi ạ. Chúc anh Thượng Lộ bình an, cảm ơn anh rất là nhiều. Các anh đã qua ủng hộ chúng tôi ở chiếc xe Hyundai Accent 2019 này. Thôi chết rồi, tôi quên, tôi không để ý. Đây là chiếc xe này vừa mới bị cháy mất một bên đèn phanh rồi. Đấy, cháy mất một bên đèn phanh rồi thôi. Tôi để tôi gọi các anh lại để... Đấy, và tôi đã gọi các anh lại để tôi thay luôn cái bóng đèn phanh. Đấy, một bóng đèn phanh cháy tôi đã thay cho các anh nhé các bạn nhé. Đấy, thấy cháy là phải phát hiện cái là phải gọi các anh lại để thay luôn cho các anh. Không, các anh đi về nhà là nó khó xử lý hơn. Ở đây chúng tôi thay cái bóng thì nó rất đơn giản thôi nhé các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.